Cảm ơn mọi người đã đến với chế độ của Bảo Ren. Đẹp trai, thanh lịch, vô địch khắp vũ trụ. Anh em ơi, vẫn là tiếp tục series đi tìm kho báu trong thùng rác của anh em đây các bạn. Thì rất là nhiều bạn kiểu như là mong chờ những cái tập tiếp theo của series này. Thì ngày hôm nay á, mình nói cho các bạn biết là cái đợt trước mà anh em của tụi mình lấy được cái khẩu súng dính máu anh em, thì mình mới đọc tin là ở trên báo nó nói là có 3 khẩu súng các bạn. Mình không biết phải cái tin đó không, nhưng mà cái tin đó là ở cái khu của chỗ mình đây này, có 3 khẩu súng các bạn. Cái bữa là tụi mình nhặt là cái khẩu khẩu súng lục của anh em, nó còn một cái khẩu shotgun nữa các bạn. Khẩu gì đây? Khẩu đại bác. Mình nghi là họ súng này giống kiểu như súng lậu á các anh em, có nghĩa là người ta lấy người ta buôn lậu á, cho nên là họ người ta giấu giấu dễ các anh em, khá là nguy hiểm luôn. Thì ngày hôm nay mình thử đi xem qua là không biết mình có nhặt được cái khẩu súng đó hay không nữa. Ok, và đây chính là Dũng Hy và Lâm Matula. Thì bây giờ anh em của tụi mình sẽ đi triển khai ra nha anh em ơi. Ok anh em, và tụi mình đã phát hiện ra được cái thùng rác đầu tiên rồi anh em ơi. Cái thùng rác này có gì không anh em? Có đấy. Cái gì đây này? Gì đây ba? Gì độ phục thở thì đây. Thôi cái này bỏ đi. Này cái này được nè anh em. Ôi xịn luôn nè anh em. Thấy mình đã chảo luôn nè các bạn. Để em gắn xe. Cái này được gắn được xe nè anh em á. Cái này lời nha. Chứ gì được 100.000 đó bạn. Cái đó 100.000 đó anh em. Cái hộp kho báu bí mật gì đây? Cái hộp gì đây? Thôi hộp này cũng bắp. Đưa lòng đi, hộp này giả xài được gì anh em ơi. Ok còn gì không? Đây. Nè cái gì giống như đôi giày nè. Đôi giày. Ôi. Ủa giống. À không phải, má mình tưởng cái chui súng chứ các bạn ơi, mình hết hồn luôn các bạn ơi. Tưởng cái khẩu súng sợ cái bị mất chứ. Đúng là cái chui súng thiệt, nhưng mà hở cái này nó bằng nhựa anh em ơi. Súng là chơi. Súng là chơi. Trời má bó tay, làm tí nó hết hồn tưởng khẩu súng đây luôn anh em. Cái bít nè. Ồ, được cái bít nè anh em. Với lại được cái đồ cắt móng tay nè, Lâm kiếm đồ cắt móng tay đâu vậy? Tôi biết chỉ đây. Trời. Nhà mình đang thiếu. Quá sao nhiều ta? Thùng này nhiều á. Rồi hết rồi anh em ơi. Thôi đi chỗ khác đi. Cái này đúng ngon luôn, hơn 100.000 anh em. Rồi các bạn ơi, đến thùng rác thử xem anh em ơi. Có gì không? Ôi lại thùng rác sâu rồi anh em ơi, mình không thích mấy thùng rác sâu này nha. Cái gì? Đây cái kèn sao mà. Cái kèn. Cái kèn nồi ơi. Để lấy mò thử coi mấy cái sâu. Ê, súng. Ủa, súng. Có hai thằng cầm hai đầu. Súng đồ chơi anh em ơi, mớ mình tự cái khẩu súng ấy. Mớ hôm bữa là hả mình lượm được cái súng sắt luôn anh em. Súng thiệt luôn, súng này súng giả à, thôi kệ. À, cái này nè. Cái này gắn vô đây là ba. Đấy. À, súng nước. Súng nước ơi. Đây coi anh ơi. Này. Này cái súng này kéo ra giờ anh em. Bơm nước vô các bạn. Này bơm nước chỗ nào á? Đấy, nói chung là vậy. Ê, nó có cái gì cơ chỗ ta Lâm. Má Lâm ta dài quá, mình tay ngắn ngủn quá anh em. Ôi, này nhìn giống bồn tắm vậy. Cái này giống cái bồn tắm của búp bê baby vậy. Gì đây? Gì đây? Trời ơi. Ê, cái phích cắm. Hồi nãy anh em của tụi mình ở cái thùng này anh em. Đó, cái thùng này nó kế bên hai cái thùng hình thoại của anh em mình luôn. Thùng đó chơi được không? Ôi, mấy tần gì phục xui không? Ôi, nó thì gớm quá anh em ơi. Ê, có con nhện nữa nè. Ôi, ghê quá. Bắt bỏ một anh đi không? Thôi thùng này coi. Ê, thùng này được nè, thùng này được nè. Thùng này đẹp nè. Nhưng mà hả không biết có gì không nữa. Em kêu qua. Rồi ba cái rồi. Nè, cái gì nè anh em ơi, nổi bật luôn nè. Cái này nồi gì đây? Cái gì vậy? Giống đồ chơi trẻ em hay gì anh em ơi. Nè. Cái sợi dây kẽm. Ôi, điện thoại. Nguyên hộp điện thoại luôn, nguyên hộp điện thoại luôn anh em ơi. Nè. Để mở vô. Ấy, mở ra Dũng. Lấy có nào kiếm được cái điện thoại. Dũng. Cái điện thoại anh em ơi, Vivo gì ạ? Vivo S1 gì nè anh em. Đấy. 6GB 120GB RAM gì đây. Xịt. Ấy nó coi. Má thấy nặng nha, Ui, nè cái hộp nặng nè, mở ra coi. Thấy đồ nữa. Nhìn thấy cái điện thoại quéo. Nè, đây. Mở ra coi. Má gô bạc anh em ơi. Má gô bạc thì coi anh em. Bự lắm hay ơi. Đâu? Trời ơi. Đeo. Cái hộp không? Cái hộp không mà đeo. Trời ơi, coi trọng quá gì không rồi. Hộp có gì. Thùng rác có gì không? Người chết sao? Mô cái diễn rồi anh em ơi, mình nhìn em thấy không có gì. Này, kiếm đi, chứa mò vậy kêu không có gì. Nè. Này, gì đây? Gì hôi hôi vậy? Đây. Nhật ký tình yêu vậy. Đựng bánh kem á. À đựng bánh kem hả? Ấy à. Gì vậy? Rồi sao đi làm, Nè miếng gỗ nè, lấy miếng gỗ về xài không anh em. Ê có gì coi, Dũng. Có gì coi, chỗ bên em coi. Đấy hả? Ừ. Gì á? Đâu. Đi đâu? Điện thoại. Đây. Đưa đây. Không. Đúng rồi, bài màn hình mà. Đâu? Ôi ghê quá anh em ơi. Ui.
ôi tấp lại đây nè, tấp lại đây nè, tấp lại đây nè, tấp lại đây nè, ngồi xuống không, chỗ này ít người qua lắm, chỗ này ít người qua lắm, giống dữ xấu rồi chú. Bà con đi sâu đi, bà giờ đi kiếm súng này á, bắn mình sợ luôn á. Ơi đây ấy, má Dũng để chữa mặt anh ghê quá, cẩn thận. Để dưới đây đi nè các bạn. Ngày hôm nay nha, những thứ mà anh em của mình lấy được nè anh em. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem nha. Cái điện thoại này khúc cuối nè anh em. Đấy, cái loa, rồi cái vỏ điện thoại nè anh em ơi. Cái kén, kén điện thoại, cái gương nè anh em. Với lại cái dây này giống như cái dây dây gắn đèn Noel đó nhờ. Đúng không? Cái này của cái dây này. Cái này của cái dây nè anh em. Cái đồ cắt móng tay nè. Cái bồn. Rồi cái bồn cho búp bê baby anh em. Chữ Y này là gì mình không biết luôn đấy. Lại cái này là đồ trượt nè, còn cái này nè anh em, cái bút là cái này nè, nè bằng thiết rồi anh em thấy không, nè bằng sắt luôn, khẩu shotgun. Cái khẩu này khẩu shotgun nè anh em, nè bắn ra là chết người. Nè không nè, nó to, nè cho các bạn xem cái kích cỡ này má, 4 nòng luôn, không mình để chèo chéo thôi chứ mình không dám để trước mặt đâu, nguy hiểm quá anh em. Đúng ghê luôn anh em thấy không, đấy đúng ghê luôn đó. Bút cái khẩu shotgun có thật. Vậy là còn một khẩu đại bác, còn một khẩu đại bác nữa anh em. Dũng kêu đổ ra, bác không đổ ra, không biết cái khẩu này ở phía dưới luôn á. Dũng ơi, Dũng ơi.